Phương Cự, Thái Nhọ, Long Bể, Vinh Mò. Ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Trần Long. Và đây là một trong những cái tập tâm sự mùa dịch. Thì mình có rất là nhiều câu chuyện để kể cho mấy bạn nghe trong cái mùa này. Hôm bữa là mình đã kể cho các bạn nghe cái tập đầu tiên cách như thế nào để chữa trị cho một F0 rồi. Thì hôm nay mình nghĩ ra một cái câu chuyện rất là hay mà mình nghĩ là mình kể ra chắc các bạn sẽ rất là thích. Đó là cái câu chuyện về cái tên Long Bể. Thì có rất là nhiều bạn tới bây giờ vẫn chưa hiểu là tại sao lại có cái tên Long Bể. Thì trong Pháp TV thì sẽ có những cái tên như thế này. Nickname, này gọi là nickname. Phương Cự, Thái Nhọ, Long Bể, Vinh Mò. Và Viễn thì lại không có nickname. Nói chung là sẽ có được bốn cái nickname đó. Nói về cái nickname đầu tiên, Phương Cự. Phương Cự nghĩa là sao? Cái chữ cự này là nghĩa là cự cãi. Thì Phương nó có cái đặc một cái gọi là phản xạ rất là hay, đó là rất thích bắt bẻ người khác khi mà người đó nói sai một cái gì đó hoặc làm sai một cái gì đó, kiểu như là nó biết chắc chắn người ta sai á, nó sẽ tranh cãi cho tới khi nào mà người ta nhận sai thì thôi nó mới bỏ qua. Đó là nickname Phương Cự. Còn nickname Vinh Mò thì Vinh Râu nó có một cái tật, nó khá là mò thôi các bạn, mò cực kỳ, mà nó làm cái gì nó cũng chậm hết á, tất cả tất tần tật mọi thứ nó đều chậm, chỉ có trong phim nó đóng thì nó diễn nhanh được, còn tất cả mọi thứ nó đều làm chậm lắm. Sinh hoạt đời sống từ di chuyển đi lại ăn uống chậm rì à, thì thành ra mới có cái một cái nickname đó là gọi là Vinh Mò, mà nó thường xuyên đi chạy tại vì cái chuyện mò của nó. Còn một cái nickname còn lại gì nói chắc mấy bạn cũng hiểu là lý do tại sao lại có cái nickname đó rồi, Thái Nhỏ. Và thật sự mà nói thì từ lúc Pháp TV tụi mình thành lập tới bây giờ thì cái tên Thái Nhỏ nó đi chung với cái nickname của Thách Nhỏ Ryan đó, thì thật sự mà nói Thái Nhỏ thì nhiều lắm, tụi mình gặp nhiều 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 cái trường hợp rồi là thực sự rất 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 nhỏ. Không biết gọi là miêu tả như thế nào đó, thành ra có cái nickname là Thái Nhỏ. Thì đó là ba cái nickname chính của bộ ba. Ruby thì lại không có nickname, Viễn cũng không có nickname. Còn mọi người sẽ thắc mắc là lý do tại sao mình lại có một cái nickname rất là lạ, đó là nickname Long Bể. Ok, thì hôm nay mình sẽ kể cho mấy bạn nghe vì sao mình có cái nickname này và bắt nguồn từ đâu. Thì nói chung là nó cũng khá là xàm. Tại vì mấy bạn hiểu không, là hồi xưa cái năm khoảng tầm 24 á, thì bắt đầu mình vô Pháp TV từ cái tập 4. Khi mà vô từ tập 4 thì bắt đầu mình thích Pháp TV và mình nghĩ là mình sẽ đóng góp bền vững lâu dài với nhóm. Thì trải qua một thời gian là từ 24 cho bắt đầu qua đầu 25, thì khi mà qua tới 25 thì lúc đó là nếu mà các bạn đã coi cái tập 89 á, thì các bạn sẽ biết là sẽ có một cái giai đoạn là tụi mình họp lại và tụi mình quyết định là bỏ hết tất cả những cái công việc ở bên ngoài để tập trung làm Pháp TV. Thì khi mà quyết định bỏ hết tất cả để làm cái công việc bên ngoài á, để tập trung như làm Pháp TV á, mình lúc đó là chỉ có khoảng tầm 10 tới 15 người thôi. Pháp TV lúc đó chỉ có khoảng 15 người. Và 15 người đó phải làm rất là nhiều thứ và rất là nhiều việc, kịch bản này nọ, các cả các thứ. Thì các bạn biết một trong một đoàn phim rất là nhiều vị trí, không? Đạo diễn, diễn viên, quay phim, thiết bị nè, ánh sáng nè, chủ nhiệm nè, rồi hiện trường nè, bút diễn viên phụ nè, rồi với bút diễn viên chính nè, phó đạo diễn nè, trợ lý phó đạo diễn nè, rồi chủ nhiệm hiện trường, rồi tất tần tật rất là nhiều thứ, có rất 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 là nhiều cái vị trí trong HTV. Nhưng mà
có một cái vấn đề đó là tụi mình chỉ có 15 người. 15 người đó làm sao để xử lý được hết tất cả một khối lượng công việc đó. Thì thực sự mà nói thì nó cũng không có nhiều. Tại hồi xưa Pháp TV lúc mà mới thành lập á, cái clip nó khá là ngắn, không có dài như bây giờ đâu. Một cái clip nó phải tầm 5 phút, 5 phút là cùng. Công việc nó cũng không có tới nỗi là phải nhiều thứ như vậy. Nhưng mà thực sự mà nói thì có 15 con người thì một người đạo diễn, hết 2-3 người vô quay phim, rồi hết 3-4 người vô diễn viên. Nói bạn đếm đi, 4 người, 4 người xem một 4 người là 8 người. Mà 15 người mà có nhiều cái công việc nữa, lúc đó chưa tới, thực sự chưa đếm dư thôi chứ chưa tới 15 người. 10 người, 12 người thì thành ra cái phải làm rất là nhiều thứ và rất là nhiều việc. Trong đó mình phải quyết định là mình là một cái người rất là dễ thích nghi mà mình có khả năng chịu được áp lực công việc. Thì cái đó là cái gọi là một cái đặc tính của mình, một cái gọi là sao ta, cái đó gọi là gì ta, khả năng, một cái khả năng đi, gọi là khả năng. Mình nhận khá nhiều công việc, đó là từ quay phim nè, tại mình có thiết bị, rồi mình bảo vệ thiết bị, rồi mình chạy bối cảnh, rồi mình chuẩn bị đạo cụ, chuẩn bị phục trang, rồi mình chuẩn bị cơm nước. Thì các bạn đếm đi, ít nhất là phải có 5 công việc lúc đó hiện tại của mình ở Pháp TV. Xong rồi mình còn phải bỏ điểm, bảo gì đó, chỉ trách nhiệm về cái phần gọi là cúng kiến nè, tất tần tật rồi xin phép để quay này đó. Là có lúc đó một mình khoảng tầm 6-7 công việc như vậy. Thì 6-7 công việc thì chắc chắn sẽ có lúc là có cái công việc này được, có cái công việc này không được. Tại vì một nể nào một mình mà đủ khả năng để gọi là quán xuyến hết tất cả các công việc đó một lúc được thì chắc chắn sẽ có cái hiện tượng là sẽ có cái công việc này nó fail, sẽ cái công việc này fail. Nhưng mà nó lại fail theo một cái kiểu là gì nè, ví dụ vậy đi, ví dụ như bữa đó sáng dậy là phải cúng là mới được quay vô, cái mình dắt mọi người tới bối cảnh, xong mới dắt mọi người cho mọi người ăn uống xong cái bắt đầu cái thấy chơi chơi cái mình hối mọi người quay, hối mọi người quay xong cái lát hồi tí sực nhớ tới gần chuẩn bị ăn trưa cái mình mới sực nhớ, ủa mọi người hình như là hôm nay mình quên cúng rồi. Thì lúc đó mình mới là cái thằng mà lật đật xách đồ xách xe chạy đi mua đồ gì cúng xong rồi mới làm đó. Mà có những cái chuyện là nó bể rất là tâm linh mà khó nói lắm, mà những cái câu chuyện mà bể đó đều phát nguồn từ cái chuyện là mình ôm quá nhiều việc, thành ra mới dẫn tới câu chuyện bể. Ví dụ như tối đó mình nói đạo cụ quay 2 clip, nhưng mà mình nói đạo cụ xong rồi mình đem clip của đồ của clip này, mà cái clip này đáng lẽ là phải ngày mốt nữa mới quay. Đó thì nó rất là nhiều câu chuyện xàm. Rồi có khi mình thử phục trang nhưng mà tính sai của mình cho sai thằng Vinh mặc, rốt cuộc đưa ra cho thằng Vinh là Vinh mặc đồ rộng thùng thình. Thì đó là một trong rất là nhiều cái những cái nguyên nhân mà để khiến cho cái tên là Long Bể bắt nguồn từ đó. Mình nhận thấy là sau một thời gian khi mà mình làm với Pháp TV thì mình cảm thấy là mình có tuổi á, cái mình sẽ không làm được cái nhiều thứ công việc nữa. Và lúc đó thì Pháp TV cũng có nhiều người để làm rồi, thành ra cái công việc đó được chia ra bớt là mình cũng đỡ bể hơn. Nhưng mà nhiều một cái lý do tâm linh gì đó rất là hay là mình vẫn lâu lâu có những cái pha bể rất là thần thánh mà không thể nào có ai hiểu được. Đôi khi thì mình có những cái pha gọi là, các bạn biết không, công việc hiện tại của mình là producer, nghĩa là giám đốc sản xuất, mình sẽ quản lý rất là nhiều thứ. Thì mình có những cái pha deal rất là thần thánh, để mình chuyên gia trả giá mà đi mua đồ cho team hoặc là gì đó, mình trả giá, mình có những cái pha deal rất là thần thánh và có được những cái giá rất là tốt. Nhưng mà lâu lâu thì mình cũng có những cái pha mua hớ mà hớ rất là ghê, có thể gấp đôi người ta luôn đó. Thì tới bây giờ thì mình nghĩ là cái bể đó là cái bản năng trong người mình luôn rồi, chứ không phải là một cái gì đó nữa, một cái khả năng trời phú rất là ghê luôn. Mà ngộn cái á, là khi mà bể á, thường là người ta sẽ rất là quạo, nhưng mà không, thằng này không ai quạo hết á, mà ngược lại mọi người rất là vui. Tại vì khi mà bể ra thì tất cả những câu chuyện bể nó đều có một cái tính chất mình gọi là Phương nó hay nói nè, cái này là chuyện tâm linh, nó không đùa đâu, bể mà bể duyên lắm. Thì có những cái thứ lý do mà mình có thể nêu ra, ví dụ như các bạn giống như nãy giờ mình kể á, và thực sự là nó bể nhiều thứ lắm.
Thành ra đó là lý do tại sao mình có cái nên Long Bể. À giống như vậy nè, vui lắm. Mình nhớ luôn có một cái lần là mình đi Thái Lan chơi, thì mình đi với chung với mấy anh em trong nhà, thì mình là có trách nhiệm là mình lo hết tất cả mọi thứ, là book vé máy bay, lo di chuyển như thế nào, book chỗ khách sạn ở, toàn bộ là khoảng tầm 4-5 cặp đôi gì đi chung nhau á. Cái mình book một cái phòng ở cái Pattaya, thì mọi thứ rất là suôn sẻ, là từ Việt Nam qua Thái Lan, Thái Lan xong rồi nghỉ ngơi, ăn trưa xong rồi di chuyển, đi xe qua với Pattaya rất là suôn sẻ, cho tới khi bạn nhận cái phòng check-in của khách sạn và bạn bước lên phòng. Lúc này cái chữ bể nó mới hiểu nghĩa. Nghĩa là mấy bạn bước vô cái phòng rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. À, một cặp đôi bước vô cái phòng, nó cho hai cái giường sát hai bên góc tường. Không có dời được, hai cái đường nó giống như hai cái giường, hai miếng đá giường, để hai cái nệm lên. Hai giường sát hai bên góc tường, mỗi cái giường một người nằm. Chuyện tâm linh không đùa được đâu, mà mình không bao giờ biết được cái giường đó là vậy luôn. Mà mình vẫn book cái phòng đó cho mọi người. Xong rồi mọi người chửi quá trời. Lòng anh bởi vừa thôi, anh bởi mà tới Thái Lan. Đó, thì đó là một trong những cái câu chuyện mà lý do tại sao mà mọi người hay gọi mình là Long Bể. Thì Long Bể là bắt nguồn từ câu chuyện đó. Nói chung là cũng khá là xàm chứ không có gì gọi là, không có gì gọi là phát cọc hết á. Tại vì cái tên Long Bể nó bắt nguồn từ những cái lý do rất là khiến cho mình rất là phì cười luôn, mắc cười lắm. Mà kể ra thì thực sự mà nói là kể ra không hết. Ngay cả những người mà lần đầu tiên gặp mình á, giống như anh Tiến Luật này nọ nè, xong cái nghe Long Bể ủa Long Bể là sao? Tại sao mày gọi là Long Bể? Phương nói là anh đợi đi, chơi với Long Bể thì thật là Long biết tại sao, anh biết tại sao Long có tên là Bể. Xong cái trải qua một hai câu chuyện xong cái lực đó, nếu người ta biết cái tên mày tại sao Bể rồi đó. Mà tất cả mọi người đều đón nhận cái sự Bể đó một cách rất là vui. Thành ra mình cũng thấy cái tên đó rất là vui, thành ra mình đặt cái tên đó trên đất Facebook của mình luôn. Đó là lý do tại sao mà có cái tên Long Bể xuất hiện. Thì ok, thì Long nghĩ là Long sẽ kết thúc cái câu chuyện ở đây. Và nếu mà mọi người có muốn hỏi hoặc là muốn Long kể một cái câu chuyện gì đó, thì mọi người có thể comment ở phần comment á. Thì Long đọc, Long sẽ trả lời và Long sẽ lựa ra những cái câu hỏi lay để Long làm thành những cái clip mà Long trả lời cho mọi người. Ok, thì mọi người nếu mà thấy hay thì hãy like và subscribe và share cho mình nha. Cảm ơn, bye bye mọi người.